pháp lý nó phải rõ ràng hơn. Cần đi do tỉnh thành trung tư từng bước đầu tư hoàn thiện hạ hệ thống hạ tầng
diễn ra đô thị tại khu vực và phát triển các dịch vụ. Điều đó cũng tạo động lực để làm nên chúng ta còn cả một trung tâm đô thị công nghiệp hàng đầu của thị xã trong tương lai. Và hôm nay với sự hiện diện của khách hàng, quý ông bác cùng toàn thể cán bộ nhân viên, tôi xin tuyên bố và ban chính thức dự án phố thương mại Liên Hồng. Cuối cùng tôi xin thay mặt công ty gửi lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe đến quý khách, quý khách hàng và toàn thể cán bộ nhân viên hôm nay. Cuối cùng tôi xin cảm ơn. Với tất cả các biểu vừa rồi, thưa quý vị đã có phần giới thiệu của hội chúng ta.
Thank you.